mới đoạn Thanh Hóa Ninh Bình. Cứ ngày Tết nhưng mà chạy vắng, gần như là không có người. Đấy, tốc độ xe chạy ôi 4.2 lít. Đấy, gần như là một tí đèo xăng. Đấy, tốc độ trong này là cho chạy 90 km/h. Mà chỉ xe chỉ ăn hết 4.3 lít thôi. Đấy, đoạn đường mới rất là đẹp. Con mẹ GLC chạy trước như này. Đường hay hẻ, đường chạy ở trong núi chứ hả? Sát vách núi luôn. Bên núi, bên thì ao, ở giữa thì đường cao tốc. Nếu mà đi đường này như này cứ cho xe chạy tự động thì chả hết mấy lít nhỉ? 100 cây hết có 4.2 lít. Mà dòng xe này cũng ăn ít xăng thật. 4.2, 4.3 lít. Đấy, gần như là có mất xăng mấy đâu. Từ Thanh Hóa cho tới trạm soát vé Cao Bồ luôn. Có nghĩa là cao tốc từ Thanh Hóa chạy thẳng về Hà Nội. Đấy, về Hà Nội thấy chưa? Thẳng về Hà Nội luôn. Đấy, xe toàn hết có mấy lít này. Kinh. Đấy, cái dòng xe này nó tiết kiệm xăng thật. Đi ở trong phố nhiều lúc phải lăn tăn, đi đường trường gần như là không phải nghĩ về xăng. Xe này là xe ngửi xăng chứ đâu phải là dùng đến xăng đâu. 4.3 lít bằng cái xe máy SH. SH chạy mất 4.3 lít. Đấy, tốc độ toàn 70, 80, 90. Theo đường cao tốc thôi, cho chạy bao nhiêu mình chạy bao nhiêu. Xăng nó chỉ ngốn từng đấy thôi.